Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Audio. Cuối tập trước, chứng kiến từng trần trong nháy mắt đã chứng nhiếp Ma Tam, không những thế vẫn còn đang điên cuồng đại sát tứ phương, một tên thánh cảnh ma chủ khác liền thét lớn, kêu gọi tất cả anh em họ hàng ma ảnh ở xung quanh hợp thành ma phủ thần công, với ý đồ trợ giúp cho Uyên Ma chi chủ thoát khốn. Lấy nửa bước thánh chủ của tên ma ảnh này làm trung tâm, trong đám ma ảnh chiến sĩ rộng rạp, lập tức có mấy vị bán thánh chủ ma ảnh bay lên, thân thể cùng nửa bước thánh chủ ma ảnh này kết hợp cùng một chỗ, sau đó cùng phát ra tiếng thét dài. Trong chớp mắt, vô số chiến sĩ ma ảnh lấy mấy con thánh chủ ma ảnh này làm trung tâm bay lên trên như châu chấu ngưng tụ thành một thanh ma phủ to lớn ma phủ to lớn này dài hơn vạn trượng ma hoàng lập lòe phù văn ma tộc phía trên rộng rạp chính là từng chiến sĩ ma ảnh ít nhất có hơn trăm triệu chiến sĩ ma ảnh ngưng kết ma thành nếu như đặt ở trong tinh không chỉ sợ là hơi chút chấn động dư ba cũng có thể đem vô số tinh tú chấn nổ thực lực đã đến cấp độ gần như thánh chủ ngoại trừ cảnh giới không cách nào đạt tới về mặt lực lượng thì đã không khác gì cự đại ma phủ này hướng lên trấn giới châu trên trời hung hăng bổ tới bao phủ không gian phong tỏa tất cả ngay cả thời gian cũng đình chỉ trên trăm triệu chiến sĩ ma ảnh thôi động đại trận chân chính nối lại dây xích so với sức chiến đấu lộn xộn không chỉ tăng lên vạn lần từ trước đến nay từng trần đều không phát hiện rất nhiều ma ảnh liên hợp lại còn có thể phát ra chiến lược lớn như vậy trong ma phủ vô số cao thủ ma ảnh thiên thánh trở lên dựa vào khí tức ma khí trong cơ thể câu thông ma giới trong ma giới kia truyền ra từng luồng từng luồng khí tức địa ngục âm trầm gia trì trên đại phủ này khiến cho không người nào có thể ngăn cản một trạm chém xuống dường như có thể chém ra khe rãnh sâu hoắm trên bầu trời toàn bộ căn nguyên đại lục thiên vũ đều bị nguồn lực lượng này chấn động lên tựa hồ kiên kỵ cổ lực lượng này từng trần thế thế thì không khỏi kinh hãi ánh mắt hắn ngưng trọng xung phong liều chết ra khỏi ma hải đem mấy người đồ ma vũ đang giết chóc khắp nơi thu vào bên trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp lập tức không gian co rút lại mấy đại cao thủ thoáng cái tiếng vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp sau đó cả người từng trần bỗng nhiên xuất hiện giữa thiên địa điên cuồng thôi động tay ách minh hỏa trong cơ thể cùng các loại bảo vật trong thân thể từng trần khí tức các loại thánh chủ bảo binh tràn ra đồng thời hư ảnh cung điện tử tiêu đố xuất cung khổng lồ xuất hiện quanh thân từng trần chặn lại thông thiên ma phủ kia thiên địa chấn động mạnh từng trần dù sao còn chưa thể hoàn toàn thôi động càng khôn tạo hóa ngọc điệp nên dưới một trảm này cả tòa hư ảnh cung điện ầm ầm nổ tung mà từng trần cũng bị đánh bay ra ngoài bất quá cái ngăn này của từng trần cũng làm suy yếu lực lượng thông thiên ma phủ này trên không lôi đình chi hải vô số phù văn bị chấn động vỡ ra vẫn như cũ ngăn được một kích này nhưng ai cũng có thể nhìn thấy khí tức lôi phù trên lôi đình hải đã suy yếu rất nhiều đáng chết tiếp tục ngưng tụ trợ chủ thượng thoát khốn mà ảnh đại trận này một kích không thành lập tức lại lần nữa rống giận lên muốn xuất thủ lần nữa không tốt tiếp tục như vậy đại trận lôi phù nhất định sẽ phá vỡ phong ấn nhất định phải chém giết chúng phá hư đại trận của chúng ý niệm tần trần vừa động thân thể trong nháy mắt đã xuất hiện trong đại trận của ma hải ở vị trí này lại có một đầu bán thánh chủ ma ảnh tỏa trấn bên người ma ảnh chiến sĩ giống như đại dương mênh mông giống như đại quân trong thế tục trú đóng ở đây tần trần vừa hạ xuống như thần linh giáng lâm quanh thân phát ra vòng xoáy như hố đen vậy mà lại trực tiếp bắt đầu thôn phệ bị hắc động thôn phệ chi lực hút đến vô số ma ảnh trong ma hải đều đồ nhập vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp giờ này khác này từng trần giống như một vị ma thần đi đến chỗ nào ma ảnh nơi đó bị cắn mút trở thành lực lượng của bản thân từng trần những ma ảnh chiến sĩ này phóng tới trong thiên giới cũng là đại quân ma tộc gây họa bình thường nhưng trước mắt Tần trần chính là lực lượng bổ nguyên tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm thiết đáng chết ngăn cản hắn người này có thể làm hao mòn lực lượng của chúng ta tiếp tục như vậy một khi hắn cắn nút đủ chí sĩ ma ảnh hắn cắn nút một cái lực lượng của chúng ta sẽ suy yếu một phần rất nhiều chí sĩ ma ảnh ngưng kết thành ma phủ nhìn thấy hành động của từng trần đều lửa giận công tâm đúng lúc này trong ma hải một cổ khí tức ngập trời phóng lên là ai đang cắn nút ma khí của bản ma một tiếng nổ ầm ầm vang vọng đất trời liền thấy phía dưới ma hóa hư ảnh uyên ma chi chủ dãy dụa thoát ra một cổ lực lượng như đại dương mênh mông trút xuống trong lòng từng trần run lên không tốt lúc trước ma phủ đã phá vỡ phong ấn khiến uyên ma chi chủ này tránh thoát càng nhiều, mau mau cắn mút nó. Từng trần lúc này bày ra thực lực chân chính của mình, không gian quy tắc vận chuyển hành tổ trong ma hải lấy thực lực của hắn quả thực có thể quét ngang tất cả khởi nguyên thần thông thi triển ở trong vô số ma ảnh xuyên qua, hai tay quấn quanh vô số ma ảnh chiến sĩ lại bị thu gặt tiến vào càng khôn tạo hóa ngọc điệp, vạn giới ma thủ hấp thu lực lượng càng ngày càng nhiều, có thể nhìn thấy trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp, ma thủ trong thời gian ngắn như vậy lại lớn hơn một vòng, từng trần cảm giác được một loại khí tức trước nay chưa từng có bắt đầu từ trong vạn giấy ma thụ tràn ra chỉ một thoáng từng trần liền cảm giác sự nắm chắc của mình đối với ma khí càng thêm nhạy cảm càng thêm tự nhiên trong nháy mắt liền có loại cảm giác luyện hóa hết thảy làm cho tốc độ luyện hóa chí sĩ ma ảnh của vạn giấy ma thụ tăng lên gấp 10 nhìn thấy từng trần tung hoành trong ma hải vô số chí sĩ ma ảnh bị hắn chém giết mấy con ma phủ nửa bước thánh chủ ma ảnh kia hình thành càng thêm kinh sợ thét dài một tiếng muốn tụ tập càng nhiều chí sĩ ma ảnh ngưng tụ thành ma phủ uy lực càng mạnh rất nhiều ma ảnh nghe hiệu lệnh của ta ma nhất triệu hoáng hòa làm một thể còn mà ảnh nửa bước thánh chủ này địa vị hiển nhiên cực kỳ cao thâm gọi là ma nhất thế mà phát ra một môn thần thông lập tức toàn bộ ma ảnh trong ma hải đều bị hấp dẫn tới dung nhập vào trong ma phủ cơ hồ là tất cả ma ảnh nửa bước thánh chủ đều dung hợp cùng một chỗ lần nữa muốn ngưng kết thành một thanh ma phủ lần này ma phủ hiển nhiên lợi hại hơn so với lần trước vừa xuất hiện thiên địa sẽ nứt ra nhưng ngày một khắc ma phủ muốn ngưng kết từng trần đột nhiên xuất quỷ nhập thần chân đạp thời gian chi lực xuất hiện trên không ma phủ này lực lượng càng khôn tạo hóa ngọc điệp cùng lực lượng bảo khí tử tiêu đấu xuất cung của thiên hỏa tôn giả hoàn toàn phóng thích ra đồng thời dung nhập lực lượng vạn giới ma thụ ma hỏa cuồn cuộn buông xuống là tai ách minh hỏa vừa xuất hiện lập tức làm rối loạn khí tức ma phủ mà những ma ảnh này cô động ra lực lượng vạn giới ma thụ dưới khí tức tai ách minh hỏa yểm hộ bắt đầu điên cuồng cắn nút lực lượng của ma phủ này muốn triệt để tan rã ma phủ này chỗ trung tâm của ma phủ ma nhất ma nhị đến ma thập vô số ma ảnh nửa bước thánh chủ đều bị giam cầm trên mặt hiện ra thân sắc thống khổ sau mấy hơi thở trong ánh mắt thống khổ của chúng đều hóa thành thần sắc kiên quyết chủ thượng kiếp sau tử ma nhất đẳng trở lại hầu hạ ngài bạo theo thanh âm này vang lên khí tức trên ma phủ bỗng nhiên cùng bạo một cổ khí tức đủ để hủy diệt vô số đại lục đột nhiên nổ tung từng trần thế thế thì chấn động mạnh vô số ma ảnh này vào thời khắc sống còn vậy mà tự bảo chính mình trên toàn bộ ma phủ một cổ khí tức có thể tiêu diệt thánh chủ ầm ầm nổ tung sau một khắc chỗ từng trần đứng đột nhiên nổ tung uy lực vụ nổ vô tận quét qua căn nguyên của thiên vũ đại lục đều đang chấn động lực lượng kinh khủng bỗng nhiên đánh lên trên trấn giới châu và lôi đình chi hải hình thành đại trận tiếng vỡ tan rất nhỏ vang lên phong ấn trên bầu trời lôi đình chi hải cuối cùng đã nứt ra một cổ phong ấn này ngăn trở lực lượng bạo tạc của ma phủ ngăn trở đối với thiên vũ đại lục phá hư nhưng rốt cuộc cũng bị đánh ra một lỗ hổng trong khoảnh khắc bên trong ma hải phía dưới một bóng người mênh mông nắm lấy cơ hội từng bước một dãy dụa đi ra đây là một bóng người thông thiên giống như ma thần thông thiên triệt địa vừa xuất hiện một vòng hai con ngươi giống như là ma nhật tản mắt ra khí tức vô cùng đáng sợ trên người nó có vô số ánh chớp và phong ấn ngăn cản nó tránh thoát nhưng mà vẫn để cho nó từng bước một đi ra ha 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 vì ma chi chủ ta bị nhốt nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng sắp thoát khốn rồi trong trời đất này ta duy ngã độc tôn ta muốn cắn mất tất cả nhân loại trên toàn bộ đại lục giết sạch tất cả sinh linh vì ma chi chủ ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm chấn động từng trần xuất hiện ở phong ấn phía dưới sắc mặt khó coi dưới uy lực của vụ nổ vừa rồi hắn tiến vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp mới tránh thoát được công kích hiện tại lại một lần nữa đi ra liền thấy một màn chấn động như thế trong lòng kinh hãi điên cuồng hắn ngẩng đầu nhìn lên phong ấn phía trên cắn răng một cái lập tức phóng lên tận trời muốn tu bổ lại phong ấn tiểu tử nhân loại trước đó là người thương tổn chí sĩ ma ảnh của bản ma hiện tại còn muốn chữa trị phong ấn muốn chết sao bản ma nhớ ra ngươi ngươi đã từng tiến vào bí cảnh của bản ma không nghĩ tới ngươi lại mạnh như vậy trên người ngươi có đại bí mật uy ma chi chủ nhìn thấy một màn này nổi giận gầm lên một tiếng thân hình nó còn chưa hoàn toàn tránh thoát chỉ giải thoát nửa người liền một chưởng đánh về phía tầng trần mặc dù hắn cũng bị trọng thương bị trấn áp vô số vạn năm thế nhưng vẫn như cũ thần uy cái thế dưới một chưởng này thời không sinh diệt hỗn độn lập sinh đánh cho từng trần như một chiếc thuyền cô độc trôi nổi giữa biển rộng mênh mông lực lượng của uyên ma chi chủ quá khủng bố từng trần chưa bao giờ cảm nhận được lực lượng khủng bố như vậy một chưởng đánh chết từng trần lập tức cảm giác được toàn thân hít thở không thông hầu như hô hấp đều khó khăn vô số không gian bên người bị xé nứt thậm chí chạm đến bản nguyên pháp tắc của mình bản nguyên thân thể của từng trần cũng bắt đầu lung lay thân thể hoang cổ tự tiêu đấu xuất cung tài ách minh hỏa tất cả đều được hắn thi triển ra trong nháy mắt hư ảnh tử tiêu đấu xuất cung xuất hiện ngăn cản trước mặt đồng thời ma hỏa vô biên quanh quẩn hóa thành phòng ngự ngăn cản mục kích này bản nguyên chi lực trong cơ thể từng trần vận chuyển đến cực hạn trong tay xuất hiện thần bí kiếm trĩ liền từ trong tay bổ ra hung hăng va chạm với thần quyền của uyên ma chi chủ hai lực lượng mạnh mẽ bá đạo và chạm trong không gian lập tức vô số không gian bình hành đều bị hủy diệt trên không trung hiện ra từng cái hố đen to lớn từ trong lỗ đen mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều không gian tinh thần thật sự còn có đại thế giới không biết tên cùng với một số không gian dị độ. Đây là thời không hắc động. Chỉ có cường giả đại chiến mới có thể đánh ra thời không hắc động, mấy trăm năm, thậm chí hơn một ngàn năm cũng sẽ không tiêu diệt. Từng Trần cảm thấy một luồng sức mạnh không thể địch nổi trút xuống, trong nháy mắt, ngay cả thần bí kiếm trị cũng không thể ngăn cản. Thân thể Từng Trần liên tục lui lại phía sau, chỉ cảm giác được lực lượng của Uyên Ma chi chủ trùng kích tiến vào bên trong hoang cổ khí, rất nhiều thánh bảo tự hồ cũng không chịu nổi. Vào thời khắc mấu chốt, những bảo vật như Thôn Thiên Ma Bình trong thân thể Từng trần, Sinh Tử Ma Điện đều đang kịch liệt chấn động, tản mắt ra khí tức đặc biệt chống cự nguồn lực lượng này bất quá dù vậy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể từng trần vẫn thiếu chút nữa lộ ngược lại mỗi một tấc huyết nhục đều giống như châm đang đâm mạnh trong nháy mắt eo lưng đau nhức mệt mỏi đến cực điểm muốn ngã xuống đất ngất đi trời đất quay cuồng mắt nổ đom đóm hiển nhiên một kích này đã phá hủy bản chất trong cơ thể bản nguyên của hắn đã thương tới bản nguyên hắn điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi trong mũi mắt đều thẩm thấu ra máu tươi máu huyết lỗ chân lông toàn thân cũng đen kịt uy mà chi chủ đánh ra một quyền uy mãnh như vậy sao lại lợi hại như vậy uy ma chi chủ này cũng quá mạnh trong lúc tần trần gào thét kiệt lực khôi phục thương thế của mình trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp vô số khí tức thánh mạch tẩm bổ lại trong tử tiêu đấu xuất cung vô số khí tức thần đang cũng đều bổ sung đến dung nhập vào thân thể tần trần lần nữa bình phục một ít nguyên khí nếu như lúc này uy ma chi chủ lại tiếp tục đánh một quyền tới chỉ sợ hắn thật sự không chết đều sẽ trọng thương mà uy ma chi chủ cũng lấy làm kinh hãi không có tiến công bởi vì sức mạnh của trấn giới châu lần thứ hai trấn áp xuống nó nhìn thấy từng trần ngạnh tiếp một quyền của mình sắc mặt trắng bệch một chút một cổ khí tức thánh đang toát ra lại khôi phục hồng nhuận phân phớt bản nguyên bị phá hư trong cơ thể đang khôi phục với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi không khỏi thất kinh tuy rằng ta bị nhốt vô số năm tu vi đại giảm suy yếu vô cùng nhưng một quyền này cũng có được lực lượng của thánh chủ coi như là thánh chủ nhân loại trúng một quyền này của ta cũng phải trọng thương phải đóng cửa vạn năm mới có thể khu trừ thương thế hơn nữa cả đời không có hy vọng tấn thăng cảnh giới tiếp theo tiểu tử này lại có thể ngăn cản từng trần cẩn thận tên uy ma chi chủ này còn chưa hoàn toàn thoát khốn đây là một kích căn nguyên của hắn nếu như hắn hoàn toàn thoát khốn ngươi nhất định sẽ nguy hiểm trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp đại hắc miêu cãi giận nói mộ dung băng vân cũng nhìn từng trần và uyên ma chi chủ liều mạng đánh một kích máu tươi toàn thân trong lòng cực kỳ lo lắng không được ta không thể đi được ta đi rồi thiên vũ đại lục liền xong đời vì thiên vũ đại lục ta không thể đi từng trần lạnh lùng nói lau đi vết máu tươi trên khóe miệng mộ dung băng vân động dung tên từng trần này điên rồi sao chẳng lẽ hắn không biết lưu lại chỉ có một con đường chết chờ uyên ma chi chủ này thoát khốn ngay cả trốn cũng không thoát hắn là đồ ngốc sao nhưng đối mặt với tình huống như vậy thì từng trần vẫn đứng vững đồng thời chủ động giết xuống toàn thân hắn thiêu đốt lên từng đoàn hỏa diễm làm máu đen bốc hơi toàn bộ sau đó một cổ lực lượng bản nguyên từ trong thân thể toát ra là căn nguyên của hắn đồng thời trên bầu trời bản nguyên thiên vũ đại lục cũng quán thâu lực lượng khiến cho nhục thể của hắn bắt đầu chậm rãi chữa trị lực lượng vô tận quanh quẩn hơn nữa lực lôi đình trong thân thể từng trần cũng tràn ngập ra khí tức vạn giới ma thụ cũng truyền vào trong cơ thể từng trần uy lực vạn giới ma thụ giờ khắc này rốt cuộc hiện ra đối phó ma tộc có một loại dịu dụng vô thượng uyên ma chi chủ lưu lại lực lượng trong thân thể từng trần vốn không thể ngăn cản phá hư căn nguyên của từng trần làm sao cũng không cách nào loại trừ thậm chí một ít thánh chủ chí bảo đều chỉ có thể trì hoãn đối phương xâm lấn thế nhưng lực lượng của vạn giới ma thụ vừa tiến vào lập tức sinh ra khắc chế đối với lực lượng của uyên ma chi chủ mấy sát na từng trần liền cảm giác được quyền kình mà uyên ma chi chủ lưu lại trong thân thể mình toàn bộ đều bị hóa giải từng trần mừng như điên lần đầu tiên tăng thêm một chút lòng tin trước đó uyên ma chi chủ đáng sợ ngay cả sâu trong lòng hắn cũng hiện ra cảm giác tuyệt vọng không thể địch nổi nhưng hiện tại rốt cuộc có một tia lòng tin cái gì đây là uy ma chi chủ vừa thoát khỏi sự trói buộc của trứng giới châu cảm nhận được khí tức mơ hồ từ vạn giới ma thụ trên người từng trần lập tức giật nảy mình loại sức mạnh này ngay cả hắn cũng kinh hãi cảm thấy mênh mông vô biên đúng là ma thụ chí bảo vạn giới của ma tộc nghe đồn vạn giới ma thụ là khởi nguồn của ma tộc trong ma giới xuất hiện mẫu thụ cao thủ đầu tiên của ma tộc bọn họ chính là ở thời thái cổ dưới vạn giới ma thụ cảm ngộ mà thành ma đạo bất quá về sau vạn giới ma thụ trải qua vô số kiếp nạn vô số lần niết bàn vô số lần chỉ để lại ma chủng là đồ đằng là tín ngưỡng của ma tộc bọn họ nhưng lúc trận chiến viễn cổ ma thụ vạn giới ma tộc bọn họ bảo tồn bất ngờ biến mất bị người cướp đi không biết tung tích không ngờ hiện tại vậy mà cảm nhận được khí tức của vạn giới ma thụ trên người từng trần là tiểu tử ngươi cướp đi ma chủng của vạn giới ma thụ cũng bồi dưỡng ra được không đúng vạn giới ma thụ là chí bảo của ma tộc ta nhất định phải là ma tộc bổ nguyên chi lực tinh thuần nhất mới có thể tẩm bổ ra hơn nữa toàn bộ quá trình vô cùng dài lâu lấy vạn năm tuế nguyệt mà ngươi chỉ là một nhân tộc nha nhỏ làm sao lại đào tạo ra được ma chủng vạn giới ma thụ nói người rốt cuộc lấy được từ đâu Viên ma chi chủ tức giận rít gào mà hải sôi trào thật sự là như tận thế tiến đến khí tức cuồng cuộn chấn nhiếp cử thiên thập địa căn nguyên thiên vũ đại lục đều đang chấn động muốn hủy diệt theo cổ khí tức này quá mạnh mẽ quả thực không thể so sánh hắn xuất thủ từng luồng khí tức như ma nhật màu đen không ngừng bốc lên đánh nổ thiên địa khí tức màu đen như là đến từ viễn cổ đại uyên chấn động tất cả muốn thoát khốn trước tiên hỏi qua ta đã từng trần gầm lên trong thân thể hắn xúc tu vạn giới ma thụ tràn ngập ra vậy mà hóa thành đại trận cũng tương tự áp đảo trên không ma hải muốn hiệp trợ trấn giới châu và lôi đình chi hải phong ấn uyên ma chi chủ lại từng trần rất rõ ràng lấy thực lực của hắn đánh chết uyên ma chi chủ là không được chỉ có thể nghĩ biện pháp phong ấn lại lần nữa nhưng tộc tiểu tử ngươi đây là muốn chết uyên ma chi chủ lạnh lùng nhìn thẳng từng trần ngươi có lẽ không biết thân phận của bản ma ta chính là uyên ma tộc trên thiên giới bây giờ vũ trụ rung chuyển phong vân biến ảo các tộc tranh hùng mà uyên ma tộc ta là chủng tộc đã định trước sẽ thống trị toàn bộ vũ trụ ngươi đã có được vạn giới ma thụ có thể nhìn ra ngươi và uyên ma tộc ta có duyên trong giọng nói của uyên ma chi chủ mang theo một tia dụ hoặc cùng một tia ma uy cuồng cuộn ngươi nên biết phong ấn này vây khốn ta vô số vạn năm nhưng hôm nay đã triệt để không vây khốn được bản ma chỉ cần bản ma thoát khốn toàn bộ nguyên đại lục này đều phải bị bản ma luyện hóa trở thành thức ăn của bản ma nhưng ngươi có thể không chết chỉ cần ngươi đầu nhập vào bản ma, bản ma có thể phong ngươi làm cao tầng của Uyên Ma tộc ta, tương lai tộc ta chinh phục toàn bộ thiên giới, bản ma sẽ trở thành chủ nhân của Uyên Ma tộc, mà ngươi, bản ma có thể phong ngươi làm chí tôn của nhân tộc, để cho ngươi hưởng hết vinh hoa vô thượng, chấp chưởng vô số nhân tộc, đạt được sự tán thành của hắc ám chi lực, như thế nào?" Uyên Ma chi chủ đột nhiên nói, tiếng nổ ầm ầm chấn động toàn bộ thiên vũ đại lục, trên đại lục, vô số dân chúng nghe được câu này, tất cả mọi người đều giật mình. Trong thiên lôi thành, mọi người đều cảm nhận được cổ uy nghiêm bá đạo này, từng người hãi hùng khiếp vía. Uyên Ma Chi Chủ này lại muốn mượn sức từng các chủ ban cho thân phận chí tôn dù hoặc như vậy ai có thể ngăn cản? Đặc biệt vào thời khắc nguyên năng này thời gian sinh tử không bị khống chế càng là cho người ta mê hoặc vô tận. Nhưng Tần Trần lại rất rõ ràng kỳ thật Uyên Ma Chi Chủ này đang làm tan rã lòng tin của Tần Trần, mặt ngoài đang lôi kéo mình, thật ra đang tìm kiếm trợ lực. Điều này nói rõ Uyên Ma Chi Chủ này không những có được vũ lực cực kỳ cường hãn, còn có trí tuệ thấm nhuần tâm linh, có thể chuyển hóa tất cả ngoại địch thành lực lượng của bản thân hắn, thậm chí lợi dụng chính mình thoát khốn. Điểm này từ khảo nghiệm hắn bố trí trong uyên ma bí cảnh năm đó cùng khảo nghiệm lòng người là có thể nhìn ra được ha 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 phong ta là chí tôn của nhân tộc để cho ta được sự tán thành của lực lượng hắc ám rất hiếm có sao ánh mắt từng trần lạnh như băng uy thế vô song đối mặt với uyên ma chi chủ lại không chút nào lùi bước chiến ý dạt dào lạnh giọng quát uyên ma tộc ngươi phá hư thiên giới gây họa cho thế gian nếu để ngươi thoát khốn nhất định sẽ sinh linh đồ thắng hôm nay bản thiếu liều chết cũng phải ngăn cản ngươi xuất thế hừ ngăn cản ta xuất thế rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt nhưng tộc các ngươi mỗi người đều ngu muội đã như vậy vậy ngươi đi chết đi uyên ma chi chủ đột nhiên giãy giụa liền tránh thoát ra một phần một cổ lực lượng cùng cuộn bốc lên một quyền vừa rồi không đánh chết ngươi là ngươi may mắn bây giờ để cho ngươi tiếp một chiêu thiên địa đồng ma của ta để ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu tiếng nói vừa dứt trong mắt uyên ma chi chủ lóe ra quan mang tà ác tựa hồ là tồn tại tà ác nhất trong vũ trụ muốn ma đạo nghịch tập thiên địa đồng hóa quyền thế còn chưa triển khai một cổ lực lượng liền bao phủ từng trần lại khiến cho hắn không thể động đậy trong chớp mắt từng trần liền có một loại cảm giác đối mặt một quyền này của uyên ma chi chủ hắn không có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào bởi vì linh hồn trăm ngàn đời đều giống như bị khóa chặt bất luận trốn tới nơi nào đều phải chịu đựng đuổi giết cho dù trở lại quá khứ tránh né đến tương lai đều không có tác dụng bên trong thiên địa trường hà hắn đã bị khóa chặt không có khả năng có thể chạy trốn ầm ầm một cái uyên ma chi chủ động thân hình trong lúc nhúc nhích thiên địa băng diệt nắm đấm của hắn giơ lên chậm rãi giống như ốc sen, nhưng lại nhanh như tia chớp hoàn toàn vặn vẹo lý giải của cao thủ thánh cảnh đối với thời gian và không gian, phá vỡ lý tưởng của đại đạo. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video, nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.